chưa? Bắt đầu làm cho cô ha. Rồi, bắt đầu. Here, what are differences? What are differences between two pictures? Nghe thì quá quen thuộc rồi ha. Rồi, so here. Tôi gọi là rất. Rồi, bắt đầu. Cô hút cho từ vựng. Đang coi từ phi. Từ mới không? Từ cũ không? Không có từ mới. Cứ nói đi cho từ nào. Cô cho con từ hàng rào đi. Hàng rào bữa trước mình học rồi. Fan. Fan. Nhớ không? Fan. Học rồi đúng không? Từ cũ không? Giờ con bắt đầu đọc gì? Còn giờ con bắt đầu đọc nha. Rồi, bắt đầu. Không phải đọc mà là nói chứ phải đọc. There are two trees. You meet the one, but there are three. Three. You meet the two. Rồi, tiếp tục. There is a panda. You meet the two. Ah, you meet the one, but there is a kangaroo. Yeah, phần này thì Vui phải nói như thế này mới đúng nè con. Có một con gấu ở bên cạnh ngôi nhà. Đó, nói vậy mới đầy đủ hơn ha. Panda. There is a panda. Right, there is a panda cạnh ngôi nhà. Next, the house. Picture number one. Rồi, tương tự như con. Rồi, cô hết nghe tiếng con rồi. Nó lớn lên con. Con nó lớn lên con. Nó là một cái gì? Alo. Rồi ok, được rồi. Đây là gì? Còn nó là ví dụ đây kêu chị. Nó nhỏ lại. Nó nhỏ lại. Rồi bắt đầu đi. Yeah. There is a panda next to the house. There is a kangaroo next to the house. Còn thiếu cái in picture number 1 mà tức là một chương của con đó. Còn thiếu chị, người ta gọi là đồ bờ. There is a panda next to the holy picture why, but there is a kangaroo next to the holy kangaroo. There is a kangaroo nha, ba cho cô ha, kangaroo. Mẹ chứ ở đây là cũng được, chứ mà người thường hiện dùng is hoặc là đây là đều được, không có gì sai. Cái trường như con. Đây là một cách nói khác. Sao như nghe cô nói không? Nghe cô nói không? Cô nói lại nha. There is a kangaroo. Kangaroo nhớ âm ba cho cô ha. Kangaroo. Kangaroo. Rồi bắt đầu. There is a panda next to the house. But there is a kangaroo next to the house. Number two. The girl blonde hair see. Cô gái mà đang chụp ảnh đúng không? Taking photo. Đúng rồi. The girl taking photo. Taking photo.
Casting phone. Ở bức tranh thứ nhất thì sao? The girl. Photo. Picture number one. Là thì có mái tóc, có mái tóc dài, has has long hair. Rồi, tương tự, but but the girl taking photo in picture has short hair. Đúng rồi. Tiếp theo. Biết tới đây chưa? Không đang con đang dạy con về nhà không? Tiếp 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 tục. Nhắc một hành động gì? Quay một lần không có nhiều lần, thứ hai nó quá ba lần. Rồi điểm khác nhau gì nữa? Còn cái thằng đá lại cái thằng đang cầm á. Có nghĩa là ở bức tranh thứ nhất thì trái banh nó nằm ở mặt đất. Còn bức tranh thứ hai, trái banh nó đang nằm ở trên tay của cái cô bạn mà bạn áo cam á. Như ơi, có nghe cô nói không? Hello. Rồi, ok. Đây, bức tranh thứ nhất là cái trái banh nó nằm ở trên tay của cậu bé. Bắt đầu nói đi Như. The boy. Phải là boy mà lại trái banh. Trái banh ở bức tranh thứ nhất thì đây nằm trên đất. Trái banh ở bức tranh thứ hai thì đây nằm trên tay cậu bé. The ball. I want to learn how the ball. Yeah. Cô nói là cái câu gì đúng rồi. Ví dụ cô là cái trái banh ở bức tranh thứ nhất nằm dưới đất, còn cái thứ hai thì nằm trên tay cậu bé. Không phải là the ball, cái bàn. The ball in the học rồi hết rồi ha. Cái ban thì đang ở dưới đất. Dưới đất là gì? The ball. Sao? Dưới đất là gì nhỉ? Underground con. Dưới đất là underground. Một câu này. Rồi. Play for minute. Rồi ok cô đợi. Đi vệ sinh đúng không? Rồi đi lẹ ha. Con đi uống nước. Ok. Ok, continue. Tiếp tục ha. Rồi, the ball như thế nào đây? The ball. The ball is on the round.
In picture one, but the ball is on the hand. On the boy in orange. Ủa cái tay đâu có một bà ở có một tám không, cái cậu bé mà mặc áo màu cam cơ, the boy in orange. Đây cô theo cái t-shirt cho Như, đừng có hiểu lầm ha. Rồi còn một cái gì khác nhau nữa không con, nhìn lại cho cô còn điểm nào khác nhau nữa không? Đây đây, còn điểm nào khác nhau nữa? Sao con nó đi trên con thấy chữ này để nó giống y chang nhau luôn, giống nhau đó. Hết chưa, còn điểm nào khác nhau không? Dạ cô chị thì khác nhau nha. Đây bức tranh thứ nhất có con chim trên cái hàng rào, bức tranh thứ hai thì không có. Để lấy cho cô đi. Nè con chim nè, con thấy không? Con chim ở bức tranh thứ nhất nhưng mà con chim bức tranh thứ hai không có. Đây nó. The bird. There is a bird. On the bird. Initial one. But there is no bird. On the bird. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ cô xóa hết tất cả như là lại từ đầu cho cô ha, một cách mạch lạc đơn tru cho cô xem nào. Ô, cô xóa thì nhớ. Đúng rồi, xóa thì nhớ. Đó được chứ nó không như nhìn vào như bị phụ thuộc vào cái chỗ cô ghi là sao. Bây giờ phải vận dụng cái trí năng của mình nha. Rồi bắt đầu. Let's start. There are two trees. There are three trees in each tree. There are a banana tree in the middle. In picture one, long hair. Thiếu the boy rồi. The boy in orange t-shirt, phải S rồi chữ hen, sở hữu ha. Rồi còn con chim. The bird on the there is a bird on the No, but
picture too. On a picture too. Rồi. Tiếp theo cái bài tập Five Differences sẽ là bài tập Tell the Story, kể chuyện ha. Cái này cũng quá quen thuộc rồi. Câu chuyện này ngắn nha, chỉ có four pictures thôi, chỉ có 4 bức tranh thôi. So now please tell me the main idea of the story. Học bài hôm nay đi cô. Sao Như? Bài hôm nay đi cô. Mình học hết bài rồi, mình đang chuẩn bị ôn tập để chuẩn bị kiểm tra mà con. Bài tập con thích viết. Đúng rồi, mà mình phải làm để cho kiểm tra mình được tốt hơn ha. Mình có kinh nghiệm để sau này mình làm kiểm tra không có bị bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ gì tầm này cô rất là phốc. Rồi. Cô Như nhắc cô mới nhớ, cuối tuần này mình có bài kiểm tra nha. Chủ nhật tuần này mình có bài kiểm tra ha. Rồi, yeah, mình phải ôn tập. Rồi bây giờ Như cho cô cái ý của con đi, cái ý tưởng của con, cái câu chuyện này diễn ra như thế nào? Từ bức tranh thứ nhất tới bức tranh thứ tư ha. Nói tiếng Việt cho cô trước, sau đó mình sẽ chuyển sang tiếng Anh sau. Hello Như ơi. Như ơi. Where are you? Rồi đây. À, sau này như cô hỏi á, ví dụ con có làm gì con nhớ thông báo cho cô biết nha. À, ví dụ như xin cô như là đi ra ngoài hay làm con gì. Con có làm gì đâu. Chứ con đừng có tắt. Đúng rồi, đừng tắt đột ngột ha. Tại con tắt đột ngột mà xong mà con không mở camera nữa, cô rất là không biết là con đi đâu hoặc làm gì. Đúng ha. Ví dụ con ở đây con xem con cô làm gì. Sau này nhớ báo cho cô biết ha, để cô khỏi mà còn không biết như làm gì ha. Rồi. À, ra cãi đúng rồi, nhưng cô đừng để đi. Ít có. Cứ chuyện con cũng có biết clip như là sau lần mất quen đó. Rồi, như bắt đầu từ tranh thứ nhất đi con. Ý của con là gì? Bức tranh thứ nhất đang miêu tả điều gì? Là có một gia đình có bốn người đang tập vẽ. Rồi tiếp tục. Đúng, mà mẹ có một cuộc điện thoại nghe đi nè. Hai người kia thì đang tô vẽ gì đó. Cái thằng em út nói bút nó vẽ lên từ. Đúng rồi. Rồi sao nữa, chuyện gì xảy ra? Mà hai người chị có để ý không? Không để ý đúng không? Dạ à, không. Không để ý. Ôi mẹ khóc. Rồi picture number 4. Bức tranh số 4. Bỗng người mẹ la lên. Khi mọi người chú ý. Người mẹ phát hiện ra thì đã quá muộn rồi đúng không? Đứa bé đã vẽ rất là nhiều rồi. Rồi. Bây giờ toàn là để cô xem coi có từ vựng mới không ha. Vẽ tranh là gì? Vẽ tranh là gì? Drawing picture. Điện thoại. Điện thoại. Bớt lùm lùm đi á. Phone. Ring. Hả? Mình hỏi là ngồi dễ hả? Thôi. Ring. Ring là gì? Thì đừng có dễ nữa. Điện thoại ring là gì Như? Ring là ring. Ring là điện thoại ring ha. Mình nói là the phone ring. Như ơi, có nghe cô nói không vậy? Nghe ha. Ví dụ cô hỏi con nhớ dạ, dạ như cô biết nha. The phone ring. Yes cũng được. Yes, để cô biết là con có nghe. The phone ring là điện thoại ring. Rồi, từ vựng. Đó ha. Vẽ lên tường. Tường. Không hồn lại trời nữa nè.
Đúng rồi, drawing on the wall. Nhớ cho cô mở từ giấy từ on trên tường. Rồi, trên tường. Trên tường. Rồi. Tiếp theo bức tranh thứ tư là mình có phát hiện ra. Phát hiện ra sẽ là chữ realize nha. Realize là ra ha. Nghĩa là mình gặp rồi, mình gặp một lần rồi ha. Realize. Nhận ra, phát hiện ra. Rồi, hết rồi đó con. Hết rồi. Cái bối cảnh của cái câu chuyện này diễn ra living room ha. Living room, phòng khách đúng không? Living room. Rồi. Living room. Rồi. Bây giờ Như thử kể cho cô bức tranh thứ nhất trước đi. Có một gia đình, có bốn family và ba chị em. Yeah. Four people. Yeah. Family. Is that this ơi người mẹ there are four people mom dad mom hai người chị và một người em út two sister and one brother younger brother. Rõ ràng là em trai ha. Suddenly như này mình cũng gặp một lần rồi ở bữa trước ha. Bất chợt, đột nhiên thì sao? Suddenly my mom hát không phải là hát. Cái chữ cô cho đó là điện thoại rèn. Điện thoại rèn chữ ở trên. The phone ring. The phone ring. Rồi. Sao nữa người mẹ phải trả lời điện thoại, phải bắt máy. Phải bắt máy. Bắt máy là answer the phone. Mom. Answer the phone. The mom chứ phải là my mom ha. My mom là mẹ của con rồi. The mom, người mẹ. The mom had to phải. The mom had to answer the phone. Lũ tranh số 2 đúng không cô? Đúng rồi, answer the phone. Tới bức tranh thứ 2 này đó. Suddenly thì sao? Suddenly my the younger brother drawing in. Wow. Anh ấy đến cái bức tường ha. Come closer, đến gần. Come close. Come close to the wall. Đến gần bức tường mà mẹ. Okay. The younger brother. The younger brother come close to the wall. Và vẽ lên cái tường. And draw thôi con. And draw something on the wall. Bẻ một cái cho something on the wall. Hai người chị đã không nhận ra. Hai người chị không nhận ra. Yeah, I two sister. Không cần đi à. Mấy hai người chị làm chủ ngữ luôn. Two sister. Two sister. Don't realize. What happened? Cái chuyện là xảy ra ha. What happened? Chị xem bức tranh thứ ba. Thi đầu. Bức tranh số 3 rồi đó. Là cái đó là kiểu cho thứ ba mà cô. À, cái thứ ba rồi chị. Khi cuộc gọi kết thúc. After that, sau đó. After that. Khi mà người mẹ. After that, the mom. Kết thúc cuộc gọi là and là kết thúc ha.
and the phone call. And the phone call. Thế thì cô chữ con thì nó rõ nha. Answer the phone call. And the phone call. Rồi. After that when hoặc là cách thứ hai là như dùng after sau after cộng động từ thêm in cho cô luôn ha. After ending the phone call. Rồi phẩy một cái the mother nhận ra, được không? Cách này thì nó dễ hơn. Rồi, after ending the phone call, sau khi kết thúc cuộc gọi. After ending the phone call, the mom surprise, bất ngờ và nhận ra, realize. Realize that the younger là con trai của cô ấy, his son drawing something on the wall. Được ha. Rồi, one more time, một lần nữa cho cô nè. Cố gắng tăng giọng nói lên nha con. Speak fast. Bắt đầu. Number one, bắt đầu. Mẹ đem lên chùm. Sau này nếu mà con nghỉ học ngày nào mẹ ghi vô ngày đó là lý do mẹ ghi tên vô. Number one. Như ơi, Như ơi. Con đây, con đây, đợi con. Đợi con xíu, tiếng Anh là gì? Nhớ không? Thôi khỏi rồi luôn đi. Play for a minute. Đúng rồi, dễ nhớ mà. Play for a minute. There is a family. Chấm. Đây nói mà không người chấm phẩy đâu. Con đọc tiếp. Nói tiếp luôn chứ không người chấm phẩy ha. Have là bị sai rồi. The family has. There là there are four family. Còn nếu không có there are family there is four. There is four people là sai nha. There are four people in the family. In the family. Kể ra. It's a đây là sister. Tiếp Như ơi, tiếp đi con. Đúng rồi đó con, biết không? And one number problem. Rồi, chúng ta sẽ không cần, không cần nó bức tranh số 2 đâu. Cô kể cho cô luôn. The mom the điện thoại ring. Điện thoại ring là gì? Điện thoại ring. The phone ring. The phone ring. Tại sao nữa? The younger brother come blow to the world round. Là kể bức tranh số 2 với bức tranh số 3 nha. Round on the world. Round, chứ không phải là round. Round. After ending the phone call, the mom realize younger brother brought on the work. Realize đã nhận ra rằng realize the mom realize that her son is drawing something on the wall. Lặp lại câu đó cho cô nè.
The girl. The mom. The mom. My dad. Dad. His son. Thôi chứ. Với tính nữ mà con. Son. Her son đang vẽ cái gì đó trên tường. Her son is drawing something. Drawing something on the wall. Đúng rồi, very good. Rồi, bây giờ mình cùng nhau ôn lại những cái từ vựng và ngữ pháp ha. Ngữ pháp trước nha. Ngữ pháp trước rồi mới tới chúng ta sẽ ôn từ vựng nha. Ok, so could you see my screen? Có thấy màn hình của cô không? Cô chưa thấy bài đó nữa. Đây, cái là cái câu chưa? Thì hiện tại đơn, thì hiện tại đơn ha. Đầu tiên nhất là công thức cho cô hiện tại đơn nè. Có mấy thể, có mấy dạng câu hỏi, có mấy dạng câu ở thì hiện tại đơn. Có ba. Đúng rồi, đó là khẳng định, phủ định và câu hỏi. Câu hỏi tương tự khẳng định, đọc công thức của câu khẳng định cho cô. One. Chủ ngữ tất cả các này mình gọi là chủ ngữ, chủ ngữ cộng với cái chủ ngữ cộng es, cộng động từ thêm s hoặc là es. Khi nào thêm s, khi nào thêm es, nhiều nhớ không? Nhớ. Khi nào thêm s, khi nào thêm es. Đợi một chút. Đợi một chút là please wait. Thôi mà quá khỏi đợi. Tập nói đi con cho mình quen. Please wait for a minute. Khi nào mình thêm s, khi nào mình thêm es. Ủa đâu hết rồi ta. Rồi để tránh mất thời gian về ôn lại cho cô, bữa sau trả lời cho cô ha. Tiếp tục qua thể phủ định. Phủ định công thức là gì con? Phủ định. Ủa? Bây giờ bỏ qua cái s es đi, bữa sau tôi trả lời cô, coi lại xong mình trả lời cô sao cũng được. Bây giờ tới thể phủ định trước. À, cô nói gì? Thể phủ định đọc công thức cho cô. Đó là cái gì đó cô nói, gì đó cô nói, cái câu đó là gì cô muốn cái gì đó. Tất cả những cái này nè, ai là you nè, we nè, đây nè, mình gọi là chủ ngữ. Chủ ngữ, chủ ngữ cộng với con, cộng don, hoặc là dozen. Don khi nào mà đơn, don khi nào nhiều người. Đúng rồi, đăng khi chủ ngữ là số nhiều, là bốn cái chủ ngữ này đây, I, you, they, mình cộng với đăng. Còn he, she, it hoặc là số ít thì mình doesn't. Và động từ trả về nguyên mẫu cho cô ha. Câu hỏi thì sao? Dạng câu hỏi. Câu hỏi là cộng đâu, cộng cộng do, cộng với chủ ngữ là I, you, we, they, chủ ngữ số nhiều, cộng với động từ ở nguyên mẫu. Còn chủ ngữ là he, she, it thì mình sẽ mượn trợ động từ the ở đằng trước. Does cộng he, she, it cộng với động từ. Được ha. Đặt câu cho cô nè. À, tôi đi học đến trường. Nhưng mà tôi đi học đến trường có nghĩa là tôi đi học đó con, tôi đến trường, cô gom lại là một ai học và tôi đến trường. I go to school. I go to school là ở thể khẳng định. Bây giờ đặt cho cô là tôi không đi I don't, không, I doesn't go to school. Doesn't.
Chắc đơn giản nào. Cái chữ I dần dần này như can you see? Chữ I đang nằm ở trên hàng góc. Đúng số 1 với cô. Số 1 à, rồi nhớ cho cô ha. Rồi tiếp theo câu hỏi, cô ấy có đi đến trường không? Cô có thể được không? Cô ấy có đi đến trường không? No, see. Đó đúng không ta? Sao mà does she go to school? Does she go to school? Rồi. Dấu hiệu nhận biết thì này là những chữ nào? Nhớ 7 cái chữ của cô không? 7 chữ. Ông Sáu Sánh chạy xe SH chở vợ hả? Không phải. Cô hỏi dấu hiệu là những chữ dưới đây nè. Dấu hiệu là những chữ dưới đây nè. 7 cái chữ giúp mình nhận biết là khi gặp những cái chữ đó mình phải dùng thì đó là gì? Luôn luôn, thường xuyên, thỉnh thoảng, hiếm khi, không bao giờ. Nhớ nhớ mấy chữ đó không? Every day. Every day là mỗi ngày nè. Rồi luôn luôn là gì con? Luôn luôn. Always. Thường. Sometimes là thỉnh thoảng. Thường không phải là sometimes. Often là thường, đúng rồi, thường xuyên. Lớn hơn, lớn hơn often. Usually, usually. Sometimes là hiếm khi, thấp hơn often. Hiếm khi, thỉnh thoảng, sometimes. Hiếm khi là rarely và cuối cùng là never. Nhớ thứ tự của những chữ đó cho cô ha. Đầu tiên là always, đứng nhất nè. Mức độ thường xuyên nhất. Nhỏ hơn nó là chữ gì? Usually. Oh. Nhỏ hơn nó là usually. Nhỏ hơn usually là chữ gì? Often. Often. Đúng không? Đó là often. Often. Nhỏ hơn often là sometimes. Nhỏ hơn sometimes là rarely. Never, chính xác. Nhớ cô những chữ này ha. Gặp những chữ này là mình biết phải dùng thì hiện tại đơn nha. Ngoài ra mình còn những chữ nào nữa? Every day, every morning, every afternoon, every evening. Cứ có chữ every. Today. Today là không phải ha. Today là hiện tại tiếp diễn rồi. Là every day. Rồi, chức năng của thì này là diễn tả cái gì? Những cái hành động xảy ra, đang xảy ra ha. Xảy ra trong hiện tại chứ phải đang xảy ra nha. Xảy ra ở hiện tại và chỉ thói quen của mình. Những cái gì lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mình dùng hiện tại đây. Rồi gì nữa? Sự thật hiển nhiên. Sự thật hiển nhiên. Ví dụ như mặt trời xoay quanh trái đất. Rồi, nước sôi ở 100 độ C. Mình dùng thì này, diễn tả sự thật chắc chắn đúng, không thể sai được, và diễn tả thói quen. Do you understand? Okay. Hiểu ý cô không? Dạ, hiểu rồi. Rồi, vậy lặp lại đúng không? Mà chắc chắn thì mình sẽ dùng cái này. Đúng rồi, hoặc là diễn tả thói quen, sở thích. Rồi, đặt câu cho cô thử ha. Tôi thỉnh thoảng chơi bóng rổ cùng với bạn vào mỗi buổi sáng. I sometimes play. Còn bạn cái câu chuyện. Tôi thỉnh thoảng chơi bóng rổ với bạn. Play basketball with friends in the morning. Rồi tiếp theo, tôi học tiếng Anh 3 ngày một tuần. Study English 3 lần. 3 lần là gì? Một lần một tuần là once a week. Nghe cho cô không? Một lần một tuần là once a week này. Hai lần một tuần là gì nhỉ? Hai lần một tuần. Two weeks. Không phải two mà là twice cơ.
Thrice a week. Bắt đầu từ lần thứ ba thì con cộng cho cô chú thèm nha. Thứ ba trở lên ha. Cộng cho cô chữ thèm, thêm S vào. Rồi, cô tô cái này nó bự lên như vậy thấy nè. Rồi, như thấy chưa con? Rồi, một lần một tuần. Once a week. Thấy được cô ha, một lần. Once là một lần, twice là hai lần, ba lần nữa lên là dùng three nè, dùng cái số xong rồi cộng thêm chữ time cho cô là xong. Bốn lần, năm lần cũng vậy luôn. Ờ là một đó con, một tuần nè, ba nè, lần nè, một nè, tuần nè, hiểu đúng không? Một lần nè. Tuần nè, hai lần nè, một tuần nè. Lại lặp lại cho cô đi, một lần một tuần. Hai lần một tuần. Ba lần một tuần. Three times a week. Three times a week. Three times. Câu cho cô được rồi đó. Tôi học tiếng Anh ba lần một tuần. Giỏi. Rồi tiếp theo mình tới động từ to be. Đã động từ tới động từ to be nha. Động từ to be là am, is, are. Am, is, are. Cũng có ba thể là khẳng định phủ định và câu hỏi. Ở dạng khẳng định thì cô nói nha, cũng tương tự như khẳng định ở trên rồi ha, nhưng mà như cho cô chủ ngữ nào mình cộng với động từ to be am. Chủ ngữ nào mình cộng với em? Ai. Ừ. Ai. Chủ ngữ nào mình cộng với are? Em. You đây. Is. Apple. Ah. Is. Hey, see. Ừ, đặt câu cho cô ha. Cô ấy là học sinh. She is student. Tương tự phủ định mình chỉ cần thêm not vào sau động từ to be là xong. Rồi đặt câu ha. Anh ấy không phải, anh ấy là một bác sĩ, không phải là một bác sĩ. Not. Cái kỹ của nó cô nè. Anh ấy là một bác sĩ, nhưng anh ấy không phải là một kỹ sư. He is a doctor, not but. But. Đúng vậy, nghe đây nha mẹ không? Kỹ sư anh. Rồi, engineer, kỹ sư ha. An engineer. Đây chữ đây là con nghe nha con nè. An engineer. Đây chữ này Như học chưa con? Như ơi, chữ này con học chưa? Đây là con. Chưa. An engineer, kỹ sư đó con. Rồi, bây giờ tới qua phần câu hỏi nha. Câu hỏi nè. Câu hỏi thì mình đảo động từ to be ra thôi ha. Bạn có phải là một học sinh không? Are you student? Are you a student? Một mà con. Are you a student? Tiếp theo, họ có phải là giáo viên không?
Yes, họ có phải là giáo viên không? Đây. Are they giáo viên? Teacher có ở không? Không. Tại sao không có? Không phải là gì cô không đọc mà nó không có, bởi vì dưới đây là họ, họ là mấy người? Nhiều người hơn đúng không? Hai người nữa. Teacher mình có để nguyên hay là có thêm gì vào không nè? Không. Chữ teacher. Are they teachers có thêm gì vào không? Mày teacher thôi. Teacher không. Không thêm là sai nha, phải thêm cho cô chữ S vào bởi vì số nhiều mà. Are they teachers? Đúng chưa? Phải thêm S mình cho cô với số nhiều nha. Rồi. Ok, hôm nay mình học tới đây à. Qua bữa sau nhớ trả lời cho cô cái đáp án là cái câu hỏi là khi nào thêm S, khi nào thêm ES nha. Cái gọi là coi lại ha. Rồi, goodbye. Goodbye teacher, see you tomorrow. Rồi, nhớ tìm đáp án cho cô nha. Bye bye con.